Thưa quý vị và các bạn, cơn bão Dinh Sinh đang ở cường độ cực đại hoặc ở sát đã đạt cấp mà siêu bão theo thang đo của nước ta. Và theo các dự báo hiện tại thì Dinh Sinh vẫn là bão rất mạnh khi đi vào biển Đông và có thể trong ngày mai, ngày 8 tháng 11. Vâng và nhiều người băn khoăn liệu cơn bão này có cập bờ ở miền Trung của nước ta hay không và nó sẽ ở cường độ như thế nào khi đến sát bờ biển và khu vực Trung Bộ có tái diễn mưa lớn như những ngày vừa qua hay không? Sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Chiều nay mùng 7 tháng 11, vị trí tâm bão Jin Sinh ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc, 122,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 11, bão Jin Sinh ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Thời điểm này, cường độ của bão cấp 14 giật cấp 17. Theo các dự báo hiện tại, bão Duyên Sinh sẽ đi vào Biển Đông trong ngày mai, mùng 8 tháng 11 và trở thành cơn bão số 7. Bão Duyên Sinh được nhận định sẽ bắt đầu giảm cấp khi đi đến khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa của nước ta rồi chuyển sang hướng Tây Nam. Hiện tại, phần lớn các mô hình cho rằng bão sẽ suy yếu, có thể trở thành áp thấp nhiệt đới khi đến gần nước ta bão sẽ gây mưa ở miền Trung nước ta từ vào khoảng 12 tháng 11 và có thể kéo dài trong khoảng 3 ngày. Tuy nhiên, lượng mưa chưa xác định. Còn vào chiều tối qua, sau nhiều giờ tìm kiếm, các lực lượng đã tìm được và đưa hai phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Bình Định ra khỏi rừng an toàn. Và trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 11, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai đội hình để tìm xác máy bay rơi ở huyện Yapa, tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, do rừng rậm, mưa to, gió lớn nên hoạt động này gặp rất nhiều khó khăn. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, đã khoanh vùng được máy bay Yak-10 rơi trong lúc hai phi công máy bay huấn luyện vào trưa qua tại khu rừng ở huyện Yapa, Gia Lai. Nơi khu vực này cách sân bay Phù Cát, nơi máy bay xuất phát ở Bình Định hơn 100 km. Vị trí máy bay rơi được đài Rara ghi nhận lúc phương tiện mất tín hiệu cuối cùng. Hiện lực lượng đã huy động hơn 10 tổ đội gồm lực lượng quân khu 5, quân chủng phòng không không quân, công an địa phương, kiểm lâm đã tiếp cận gần khu vực máy bay rơi và phải đi đường bộ thêm vài km nữa. Các thiết bị đảo bới máy kéo được đưa đến hiện trường để đưa máy bay lên và tìm hộp đen giải mã. Cũng theo uh, Trung tướng Phạm Trường Sơn thì việc tìm kiếm đang gặp khó khăn do rừng rậm mưa to gió lớn hình thành các cái con suối cắt qua các cái tuyến đường mòn trong khi dòng nước này thì chảy rất xiết. Ngoài ra để đưa máy bay nặng tới 5 tấn từ rừng ra ngoài phải uh, có máy móc và nghiên cứu phương pháp nên mất rất nhiều thời gian. Trước đó vào sáng ngày 6 tháng 11, hai phi công gồm Đại tá Nguyễn Văn Sơn và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân lái chiếc IAK-130 bay luyện tập từ sân bay Phú Cát. Khi kết thúc buổi tập hạ cánh, họ phát hiện máy bay gặp sự cố phức tạp nên báo chỉ huy bay được phép nhảy dù tại khu vực trường bắn TB2, huyện Tây Sơn. Sau hơn 10 tiếng xảy ra sự cố, và tối ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai phi công ở vùng rừng núi Hầm Hồ. Còn thưa quý vị, một cây cầu dài 44m rộng 3,5m bắc qua con suối ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên đã bất ngờ đổ sập trong lúc đang thi công. Vâng, vào sáng nay mùng 7 tháng 11, ông Trần Ngọc Lanh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Vị Xuyên cho biết cầu Lũng Cáng bị đổ sập vào chiều tối qua, không gây thiệt hại về người. Hôm nay, đoàn kiểm tra của huyện xuống hiện trường để xác định nguyên nhân cũng như tìm phương án khắc phục. Theo đó, tại hiện trường, cầu mới đã hoàn thành hai trụ, đơn vị thi công đang làm nhịp treo qua suối. Thời điểm sự cố, nước suối thấp, trời không mưa. Đợt mưa lũ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 đã làm cầu treo lũng cáng bị sập, cô lập hơn 70 hộ dân. Hàng ngày, người dân bám theo nhịp cầu gãy hoặc dùng bè qua suối gây mất an toàn. Huyện Vĩ Xuyên đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cầu mới ngày 7 tháng 7, cầu Lũng Cáng mới với kết cấu bê tông cốt thép, trọng tải 10 tấn được khởi công. Kinh phí xây dựng cầu khoảng 3 tỷ đồng, trong đó nhà hảo tâm hỗ trợ 2 tỷ, huyện Vị Xuyên đối ứng 1 tỷ. Dự kiến công trình hoàn thành sau từ 3 đến 4 tháng. Trong lễ khởi công, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đánh giá, cầu mới khi hoàn thành sẽ phục vụ thiết thực cho các hộ dân của thôn Lũng Cáng, Lũng Buông và nhân dân trong xã, cho rằng nó sẽ đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy giao thông kết nối cộng đồng. Thời gian vừa qua mưa lớn kèm theo sạt lở đất đá tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã khiến cho nhiều địa phương lo ngại về những cây cầu yếu bắc qua sông có nguy cơ bị sập hay xuống cấp. Vụ việc sập cầu Phong Châu tại Phú Thọ khiến hơn 10 người tử vong sau cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại nặng nề. Và sau thời điểm đều trên thì nhiều địa phương đã gấp rút kiểm tra hoạt động của các cây cầu tại địa phương, nhất là những cây cầu yếu mà hoạt động nhiều năm chưa được cải tạo và duy tu. À, dự kiến mùa mưa bão vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian tới và việc gây mưa tại các địa phương cũng khiến nước ngấm sâu vào lòng đất, có thể nguy cơ ảnh hưởng tới các cây cầu trên địa bàn. Liên quan tới vụ nhóm thanh niên lạng lách đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, ngày 7 tháng 11, Bộ Công an cho biết đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an Hà Nội. Theo đó thì đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng điều tra xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm minh vụ việc và đảm bảo đúng người đúng tội, kể cả đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện. Theo đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tập trung lực lượng biện pháp điều tra xác minh, khẩn trương xử lý nghiêm minh của việc nêu trên. Việc này cần đảm bảo đúng người đúng tội, kể cả với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Đồng thời, thì cơ quan điều tra cũng cần phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân cung cấp sớm đưa ra xét xử vụ việc. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an thành phố Hà Nội chủ trì với Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thưa quý vị, trước đó vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3 tháng 11, cô gái sinh năm 1997 điều khiển xe máy dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo Bà Triệu, Lúc này, một nhóm quái xế khoảng 30 chiếc xe mô tô đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo và Vega, Vega Hà Nội với tốc độ cao lạng lách đánh võng. Trong số đó có xe mô tô do Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 2005, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ điều khiển, chở theo Nguyễn Phương Anh, sinh năm 2005, trú tại phường Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm, đã đâm vào làm cô gái ngã xa đường. Cùng lúc đó, xe mô tô do Nguyễn Tá Minh Khang, sinh năm 2008, Chủ tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì điều khiển, đã chèn qua người cô gái. Hậu quả, cô gái đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, các nghi can bỏ chạy khỏi hiện trường. Thưa quý vị, còn tiếp tục thông tin về cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn. Ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tranh chấp biển số xe ngũ quý 9 xảy ra trên địa bàn. Vâng và trước đó, Công an thành phố Bắc Cạn nhận được đơn đề nghị điều tra giải quyết vụ việc tranh chấp biển số xe ngũ quý 97B1 ngũ quý 9 của người đàn ông trú tại thành phố Bắc Cạn. Sự việc gây xôn xao dư luận. Tài khoản mạng xã hội có tên là Huấn Hòa Hồng, tên thật là Bùi Xuân Huấn, quê Yên Bái, thường được gọi là Huấn Hòa Hồng. Phát đi đoạn clip dài gần 8 phút, chia sẻ rằng người này đã mua chiếc xe SH biển số 97B1 ngũ quý 9 với giá 490 triệu đồng vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Tuy nhiên biển số xe trên đã xảy ra tranh chấp trục trặc nên ông Huấn Hoa Hồng đã lên mạng kêu cứu, cứu. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Cạn xác định vụ việc không có dấu hiệu phạm pháp hình sự vì việc mua bán biển số xe trên là thỏa thuận dân sự giữa các bên, không có hợp đồng văn bản ràng buộc về pháp lý. Mọi thỏa thuận đều được các bên trao đổi thống nhất qua điện thoại. Thêm nữa, biển số xe trên đã được định danh cho ông Ngô Thành Quý theo quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan công an cũng nhận định vụ việc có dấu hiệu của hành vi đăng tải thân thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội gây hoang dư luận. Do vậy, công an cũng đang tập trung xác minh làm rõ để xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ với viễn cảnh về một chính quyền mới, ưu tiên giảm thuế cho doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng mang lại lợi ích cho đồng đô la Mỹ và kéo giá vàng sụt giảm mạnh. Theo đó, thì thông tin giá vàng thế giới giảm về đáy 3 tuần, kéo giá vàng nhẫn ở trong nước cũng tụt xuống mốc 87 triệu đồng một lượng. Trong phiên dịch diễn ra trên thế giới, giá vàng giao ngay đã giảm gần 100 đô la Mỹ. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, thiết lập mức giảm theo ngày mạnh nhất 5 tháng và hiện chạy quanh ngưỡng là 2.650 đô la Mỹ trên một ounce và quy đổi ra tiền Việt chưa bao gồm thuế phí thì giá vàng thế giới hiện ở mức 81,7 triệu đồng một lượng. Cụ thể công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC sáng nay đã giảm giá vàng nhẫn 4 số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ tới 2 triệu đồng ở chiều mua và 1,7 triệu đồng ở chiều bán và hiện tại đang giao dịch ở bốc là 84,4 đến 86,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG cũng giảm tới 1,4 triệu đồng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng ở chiều bán, kéo giá vàng nhẫn do doanh nghiệp chế tác xuống mức là 85,1 đến 86,4 triệu đồng một lượng. Đang chú ý, phiên giảm mạnh vào sáng nay mùng 7 tháng 11, cộng với tranh lệch giá mua bán vàng nhẫn, các doanh nghiệp đưa ra vào khoảng 2 triệu đồng một lượng. Người mua vàng từ hôm qua đến hôm nay đã chịu khoản lỗ trên dưới 4 triệu đồng. Và nếu tính từ đầu tuần, mức lỗ đã lên tới 5 triệu đồng một lượng.